Thưa quý vị và các bạn thân mến, thị trường bất động sản chấn động vì sốt đất, Alibaba lừa đảo vỡ mộng Gogobay. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Cục Phó Cục Quản lý Nhà Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết thị trường đang thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và dư nhà ở cao cấp. Năm 2020, thị trường sẽ điều chỉnh sang phân khúc nhà ở giá thấp. Tại cuộc hội thảo Bất động sản 2020 cơ hội và thách thức, ông Khởi cho biết thời gian vừa qua, nhiều dự án đất bất động sản cao cấp đã xin phép điều chỉnh lại cơ cấu vì có số lượng căn hộ quá lớn, vượt quá nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, phát triển nhà ở xã hội rất kém. Tuy các địa phương có quan tâm, nhưng nhà ở xã hội đưa vào thị trường gần như dẫm chân tại chỗ. Đó là đối với nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, còn nhà ở giá rẻ, nói đúng hơn là nhà ở giá thấp khoảng 25 triệu đồng trên một mét vuông trở xuống cũng đang thiếu trong khi nhu cầu rất lớn. Hiện việc điều chỉnh cơ cấu của loại hình này cũng đang diễn ra hướng đến đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thật về giá ở nhà thấp, ông Khởi nói. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản nhà ở trong năm 2019 có những nét sáng sủa nhưng cũng có không ít khó khăn do việc rà soát pháp lý. Theo thống kê năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng chục dự án nhà ở được triển khai, trong khi đó có hàng chục dự án đang phải tiếp tục rà soát pháp lý. Hà Nội cũng vậy, Đà Nẵng cũng đang rà soát. Hy vọng năm 2020 khó khăn này sẽ đi qua và sau khi rà soát thì nguồn cung sẽ có. Chúng tôi cho rằng không thể cứ rà soát mãi được. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát đánh giá, xem xét khó khăn đối với bất động sản nhà ở là gì, còn cái gì kéo dài và cái gì có thể chấm dứt được, ông Khởi nói. Ông Khởi cho biết thêm Bộ Xây dựng đang làm báo cáo về vấn đề nêu trên để trình Thủ tướng. Và các góc độ chuyên môn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng một số cái khó có thể sẽ được xử lý trong năm 2020. Nhờ vậy mà nguồn cung bất động sản nhà ở sẽ ra hàng nhiều hơn so với năm 2019. Đối với lĩnh vực nhà ở, ông Khởi cho hay dự kiến đến cuối năm 2020 cũng sẽ chỉnh sửa, điều chỉnh, bổ sung một số quy định pháp luật trong luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và một số thủ tục pháp lý hiện hành đang có vướng mắc. Theo chiến dịch phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, nhu cầu nhà ở xã hội tại khu vực đô thị cần 12,5 triệu mét vuông sàn. Tuy nhiên đến nay các dự án đã hoàn thành và đang triển khai mới có tổng cộng gần 4 triệu mét vuông, chỉ đạt khoảng 30% so với kế hoạch. Thiếu quỹ đất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc khó phát triển nhà ở xã hội như hiện nay. Theo quy định, các khu đô thị phải trích quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội, nhưng thực tế các địa phương lại không đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện điều này, mặc dù đây là điều kiện bắt buộc, là trách nhiệm của các chủ đầu tư đã được quy định trong luật nhà ở. Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng một số địa phương đang làm không đúng quy định của pháp luật liên quan đến xã hội nhà ở. Cụ thể, không phê duyệt quy hoạch dành 20% diện tích để xây nhà ở xã hội tại các dự án có phê duyệt thì ở các góc khuất, khó đền bù giải phóng mặt bằng mà tại các dự án doanh nghiệp làm nhà ở thương mại trước, còn phần làm nhà ở xã hội thì lại lờ đi. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết khi phát triển nhà ở xã hội tại các ô đất thuộc quỹ 20%, 25% đất ở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố đã phát sinh bất cập như diện tích nhỏ lẻ, nằm rải rác trong các khu đô thị, nhất là khi chia tỷ lệ 20% nhà ở để cho thuê và 20% nhà ở chủ đầu tư được kinh doanh thương mại. Theo quy hoạch, phân khu một số dự án được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng. Do đó, việc dành quỹ đất 20 đến 25% làm nhà ở xã hội là chưa phù hợp, hoặc nếu bố trí chung cư thấp tầng làm nhà ở xã hội thì hiệu quả sử dụng đất rất thấp.
Thời gian thu hồi vốn dài và lợi nhuận định mức nên chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Việc bố trí quỹ đất này thường do chủ đầu tư chủ động đề xuất là những khu vướng mắc giải phóng mặt bằng nên dẫn đến tiến độ chậm, ông Dục cho biết. Còn theo phân tích của luật sư Trần Đức Phượng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, quỹ đất 20% trong đó giá trị quyền sử dụng đất tại nhiều dự án hiện nay là theo cơ chế giá đất cụ thể để xác định chuyển sang loại đất ở. Do đó, giá đất này thấp so với giá thị trường nên doanh nghiệp không lựa chọn việc giao quyền sử dụng đất. Quỹ 20% giá thấp cho nhà nước mà chọn cách nộp tiền sẽ có lợi hơn. Trong khi nếu khi thị trường bất động sản trầm lắng, doanh nghiệp lại có xu thế bàn giao quỹ nhà để giao cho nhà nước vì giá nhà sẽ được tính ở giá cao trong khi doanh nghiệp đang khó bán hàng. Đáng lo ngại theo luật sư Trần Đức Phượng, một số dự án khi chấp thuận chủ trương đầu tư về phần nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội khi không có quy định, doanh nghiệp được miễn nghĩa vụ này nhưng không dẫn chiếu về trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ. Nghị định 100 trên 2015 NĐ-CP đưa ra nhiều hướng để doanh nghiệp có thể thực hiện điều tốt, nhưng các lựa chọn này không thể tạo ra các khoảng cách chênh lệch quá lớn mà làm thiệt hại đến chính sách chung về quỹ phát triển nhà ở xã hội. Do đó, cần có những biện pháp chế tài cụ thể, chi tiết từ đối tượng tiếp cận đến việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ở xã hội để bắt buộc các doanh nghiệp địa phương phải thực hiện. Không vì những lợi ích riêng mà quên đi nhiệm vụ chung. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần minh bạch mạnh tay với các chủ đầu tư nằm trong điều kiện xây dựng nhà ở xã hội nhưng không thực hiện, ông Phương nói. Trước thực hiện trên, Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. Các địa phương phải nêu rõ về thực trạng việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị tại địa phương. Cụ thể, số lượng dự án quy mô sử dụng đất, số lượng căn hộ nhà ở xã hội, tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội độc lập. Đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị có diện tích sử dụng đất từ 10 ha trở lên ở các đô thị loại 3 trở lên hoặc khu vực quy hoạch từ loại 3 trở lên phải báo cáo rõ việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, báo cáo số lượng dự án quy mô sử dụng đất, số lượng căn hộ nhà ở xã hội tiến độ thực hiện. Có thể thấy năm 2019, thị trường bất động sản đã trải qua khá nhiều biến động khi lần đầu tiên có chủ đầu tư không thể cam kết lợi nhuận condotel theo chưa đầy 3 năm vận hành hay cú lừa đảo kinh hoàng của anh em Nguyễn Thái Luyện, địa ốc Alibaba. Sự kiện thị trường bất động sản 2019 nằm sốt đất cục bộ tại nhiều địa phương. Việc sốt đất cục bộ bắt đầu từ Đà Nẵng vào tháng 1 năm 2019 đến Vân Đồn vào tháng 2 năm 2019 sau khi khánh thành nhiều công trình lớn. Tiếp đến là Bình Thuận với thông tin dự kiến thành lập sân bay tại Phan Thiết hay tại Phú Quốc xin chủ trương thành lập thành phố. Tháng 8 năm 2019, cơn sốt đất xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là địa bàn Long Thành, sau khi có thông tin chốt thời hạn khởi công sân bay Long Thành và Nhơn Trạch, chốt phương án xây dựng cầu Cát Lái, khiến bất động sản những khu vực này tăng giá vài chục phần trăm. Tại khu vực phía Bắc, đầu năm 2019, thị trường bất động sản các tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên vô cùng sôi nổi. Hàng loạt các dự án mới được tung ra, hứa hẹn tính thanh khoản lên đến 70-80%. Đến quý 2 năm 2019, đất tại các huyện ngoại thành Hà Nội cũng bùng nổ cơn sốt mạnh mẽ trước thông tin sắp được lên quận. Điển hình là 4 huyện Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, giá đất tăng 30 đến 50% trong khoảng 2 năm trở lại đây. Nhiều nhà đầu tư cho rằng trong cơn sốt đất có thể tranh thủ được lợi nhuận cao, thế nhưng trên thực tế, sốt đất cũng dẫn đến nhiều hệ lụy. Trước tình trạng này, chuyên gia đã phải cảnh báo về cơn sốt của các tỉnh hầu hết chỉ mang tính một chiều. Nguyên nhân là do các nhà đầu cơ tự thổi giá với nhau nhằm tạo sóng cho thị trường chứ thực tế không có nhiều giao dịch.
Một cuộc lừa đảo lớn đã bị phanh phui ở công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Sự việc ở công ty địa ốc Alibaba có lẽ là sự kiện ấn tượng nhất của thị trường bất động sản năm 2019 khi bất ngờ chiều ngày 18 tháng 9, hàng trăm người thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét trụ sở giao dịch của công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, hàng loạt chi nhánh của công ty này thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cũng bị cơ quan chức năng tiến hành khám xét. Ngay trong ngày, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thành lập công ty Alibaba từ năm 2016 với quy mô hơn 2.600 nhân viên, anh em nhà Alibaba gồm Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực đã tổ chức thu mua hơn 600 hectare đất nông nghiệp rồi giao cho các cá nhân đứng tên. Họ đã vẽ ra vài chục dự án ma ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận để lừa người mua vào trong. Tính đến ngày 30 tháng 6 có khoảng 6.700 người bị hại. Tổng tài sản chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng. Đây là những con số chấn động trong vụ án địa ốc Alibaba. Nhiều mánh khóe lợi hại đã được hé lộ, nhiều chiêu trò đã được phanh phui trong việc Alibaba bán đất và huy động vốn thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào hàng ngàn lô đất nông nghiệp. Nhà đầu tư ký hợp đồng với Alibaba sẽ có quyền chọn đất hoặc lãi suất cam kết. Và sau đó, mỗi lần mở bán thì Alibaba sẽ cộng thêm phần lãi của đợt bán mở trước đó và chi phí quản lý. Việc sai phạm của công ty cổ phần địa ốc Alibaba cũng có ảnh hưởng nhất định với phân khúc đất nền. Tâm lý lo ngại và e dè thì các nhà đầu tư cũng lan ra cả thị trường, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh còn ở các khu vực lân cận khác. Vỡ trận Cocobe Đà Nẵng Condotel chứng lại. Mặc dù chưa có đầy đủ hành lang pháp lý nhưng phân khúc căn hộ khách sạn Condotel đã phát triển như vũ bão vài năm liền. Tham gia phân khúc này, nhà đầu tư bỏ tiền mua Condotel và đổi lại được hưởng khoản tiền trả lợi nhuận cam kết hàng tháng cùng với việc được hưởng hàng chục đêm nghỉ mỗi năm. Bất ngờ, vào tháng 11 năm 2019, các nhà đầu tư ở dự án Cocobe Đà Nẵng nhận được thông báo ngừng tất cả các cam kết lợi nhuận 12% từ chủ dự án là công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Đô, tập đoàn Impire. Sự việc này đã gây chấn động cả thị trường. Nhiều góc nhìn khác nhau về loại hình bất động sản này đã được đưa ra. Giới đầu tư hoang mang lo ngại về một diễn cảnh xấu có thể xảy ra tiếp theo ở nhiều dự án Condotel khác. Và cho đến những ngày cuối cùng của tháng 12 này vẫn chưa có một văn bản pháp lý cụ thể nào dành cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng Condotel được cơ quan nhà nước ban hành. Kiên Giang, Khánh Hòa đều xin dừng quy hoạch đặc khu. Hồi tháng 8 năm 2019, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính kinh tế đặc khu, cho tới khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Đồng thời cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức triển khai lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc. Nguồn kinh phí lập quy hoạch được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp tác khác. Đến tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Đồng thời cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển khu kinh tế Vân Phong phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.
và nhà nước đã phải dùng đến chính sách siết chặt tín dụng bất động sản để Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay bất động sản, kiểm soát dư nợ, giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng trong vay trung hạn. Điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp bất động sản đua nhau đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu để bảo đảm cho các dự án. Tính tới tháng 12 năm 2019, hơn 61.000 tỷ đồng phát hành từ các trái phiếu doanh nghiệp, trong đó riêng ngành bất động sản xây dựng hạ tầng chiếm 27%, tương đương với hơn 16.000 tỷ đồng. Dòng vốn từ tổ chức tín dụng chảy vào bất động sản sẽ tiếp tục bị siết chặt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2020, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn là 40%. Từ tháng 10 năm 2022 sẽ giảm xuống còn 30%, đặc biệt bên cạnh việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn, Ngân hàng Nhà nước còn tăng hệ rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ 150% đến 200%. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.